xong lại nằm đây thế này. Ồ, kia nè, nằm nằm đây tâm sự mát phết đấy. Sao dậy sớm thế? Thì không ngủ được chó đâu mà chả dậy. Sao mà không ngủ được? Đêm qua nhá, may mò được xuống đây, cứ mở hết cửa trước cửa sau, thỉnh thoảng vớ được con gió cái. Nhưng mà cứ mỗi lần nó ngừng gió thì mũi lại xông vào nó câu xe, đầu không chịu được. Trên phòng có điều hòa mát, tại sao ông nằm ông lại xuống đây? Điều hòa nhà ông có mát chó đâu. Sao lại không mát? Tôi càng bật này càng nóng, thế này đều nhỉ. Đâu đưa tôi xem nào. Thì đây. Đưa tôi xem nào. Ôi, ông bật chế độ nóng, thì sao nó chả nóng? Ồ, đây, bật cái chế độ này, ông hiểu chưa? Tôi có biết ngoại ngữ đâu về đây. Bây giờ như này, ông ở nhà ăn sáng, xong là tôi đi ra công ty họp 2 tiếng rồi về. Đón ông đi ăn với đối tác của tôi. Nhớ. Thế cũng được. Nhớ. Mình ơi, Na ơi, xuống nhờ chút nào. Anh Đồng, sao anh dậy sớm thế? Có ngủ được tí chó đâu mà dậy. Em hỏi xem anh Đầm ăn gì, làm đồ ăn sáng cho anh. Anh Đầm ăn gì để em chuẩn bị? Gia đình cứ cho tôi cặp chân giò lùa, chấm mắm tỏi, cho thêm nhiều ớt vào cho nó cay mũi. Em, nhà mình còn chân giò không em? Để em chạy ra chợ mua chân giò nhé. Việc gì phải ra chợ? Nhà có cặp chân giò ngon như thế này, tôi không ăn thì sớm muộn có thằng khác được chơi mất thôi. Tôi biết cái món chân giò của ông rồi. Mình lên thay cái quần trước cho anh. Dạ vâng. Nhá. Nào, cô đứng lại đây, tôi phê bình hai đứa luôn. Lại phê bình à? Ừ. Cô Nào, cô là người đã có chồng có con rồi thì phải ăn mặc thế nào cho nó đoan trang, cho nó kín đáo, đúng không? Cứ hơ hớ rồi là cứ tang hoang như thế này thì sớm muộn cũng làm mồi ngon cho mấy cái thằng tội phạm dâm ô thôi. Hôm qua đã nói rồi, phê bình nhiều rồi, như nước đổ đầu vịt. Cả đêm hai đứa quắt nhau và không đứa nào bảo ý đứa nào một lời là làm sao hả? Nói nước đổ đầu vịt lớn hết cả rồi hả? Anh góp ý thì em lại xin rút kinh nghiệm ạ. Úi giời ơi, tôi biết cái sợi dây kinh nghiệm của cô như thế nào rồi, nó có khác nào cái giải rút đâu hả? Nói tí là trong là mặt này là buồn thiêu ra. Nói nhiều, nói mãi không nghe. Thôi được rồi. Bây giờ như này nhá. Ông ở nhà chơi với bọn tôi. Ăn sáng xong lên bật cái điều hòa nghỉ ngơi, tôi đi một lát rồi tôi về. Thôi, tôi chả chơi. Ông cứ ném tôi ở ngoài đầu đường ấy, tôi vào tôi làm cái bánh rán cũng xong bữa sáng. Chứ ông bảo ở nhà chơi với vợ ông lại đoan trang như thế này. Tôi thấy hoang mang lắm, chả biết thế nào đây. Đi chủ quán này, có bia hơi không? Má không có mồm mà, có bia hơi không? Khổ, đang rửa tay thì đây còn gì? Cái biển to lù lù này không nhìn thấy. Thì chú uống chai lít rưỡi hay ca 2 lít? Thôi cho em chai lít rưỡi uống cho nó gọn. Đợi tôi lát nhé. Vâng. Mà cái thằng cha này, ở đâu cũng nhìn thấy mặt, có mặt khắp mọi nơi, không phải cười. Ông là hay thả thính lắm đấy nhá. Cười thế này con gái đứa nào nó chẳng thích đúng không? Thôi không cười nữa, vào lấy cho tôi cái đĩa thịt trâu khô đi, nhanh lên. Ai chẳng biết ông cười tươi. Này, hôm nào sang tôi uống rượu nhá. Đếp vào mang đĩa trâu khô đây. Này chú ơi, đây là cái hình đấy chứ không phải người thật đâu. Thì ai chả biết ông Dũng nhắn mặt với em ở quán nhà bà Lở dưới quê ấy. À? Đi đâu cũng có mặt, đi khắp thế gian ông này đứng khắp nơi. Mà này, phải công nhận là cái thịt trâu khô của lão Dũng này ngon. Vắt hai cái lát chanh này vào
uống bia uống rượu là nó cứ thùm thùm ngon không chịu được luôn. Công nhận đấy chú ạ. Từ ngày tôi bán cái mắm tép chưng thịt của ông này, mấy bà mấy chị bán gà bán vịt ngoài chợ nhìn thấy tôi là cay cú ra mặt ấy. Nói gì thì nói nhé, cái mắm tép chưng thịt PTK của ông này, ôi tốn cơm ra phết đấy. Đúng rồi, nhà chú Kiên đại gia nghiện món này lắm đấy. Chính vì nghiện cái món này cho nên là các cái mụ vợ ấy, các cái bà nội trợ ấy là quên luôn lối vào bếp. À thế hôm nay chú làm vườn hay là thông cống với nhà chú Kiên đấy? Tôi bảo thật nhá, hôm nọ ấy chú vừa bo cho mấy ông thông cống 5 triệu đấy, hôm nay chú thông cống xong ấy, đừng về luôn, cứ loanh quanh đấy kiểu gì cũng được bo. Này bà nghĩ nào mà bảo tôi là thằng thông cống à? Chị... mặt tôi giống thằng thông cống đúng không? Này tôi nói cho bà biết, cái thằng Kiên chồng có mấy na gì đúng không? Này cái thằng đấy ngày xưa học cùng tôi, học dốt nhất lớp nhá, quay bài tôi suốt đánh tôi đấy, xong xin xỏ xong tôi thương tôi mới cho chết. Cái thằng danh con Kiên ấy này, nói không đủ tuổi nhá, bây giờ có tí tiền thì khác, còn ngày xưa gầy như thằng đánh bà gà có gì đâu. Bà nghĩ tôi đi thông cống bà nữa. Hóa ra chú là bạn chú Kiên à? Gì đó, tôi kể cho chú nghe nhá, chú Kiên ấy tuy là đại gia thật đấy, nhưng là người sống có tình có lý, có trước có sau lắm. Không như mấy lão có tí tiền mặt cứ vênh váo cả lên. Mà này chú, tôi thấy chú đang tuyển bảo vệ đấy, chỗ bạn bè chú cứ nhảy vào cái chân đấy, tháng kiếm được 10 triệu mà lại nhàn. Bà nghĩ thế nào mà bà bảo tôi này về làm bảo vệ cho nhà cái thằng danh con Kiên này? Tôi không phải thần kinh để đi làm bảo vệ nhà nó nhá. Xin tiết lộ cho bà một bí mật mà không nói rõ luôn. Dưới xã tôi làm cán bộ ấy, không phải là đi làm bảo vệ vớ vẩn cho mấy thằng danh con ấy đâu nhá. Nói chuyện với bà tức bỏ mẹ rồi. Thôi trả tiền ấy, sáng ra có cái kiểu ăn nói cứ nhìn người khác khinh khỉnh như thế. Ở đây có máy quạt thẻ không? Đây làm gì có. Quên bố tiền nhà, sáng đi vội vàng. Thôi chú cứ về đi, lúc khác chú Kiên trả cũng được. Này thằng Kiên tuổi gì mà đi trả tiền cho tôi? Em tôi đường đường chính chính cán bộ mà phải đi để cho cái thằng danh con ấy nó trả tiền. Chị tôi... mấy hôm nữa tôi lên tôi khắc giả nhá. Vâng. Kiên tuổi gì? Chú cứ về đi. Na thằng sợ vợ ở đây làm cái gì? Vâng. Chân không phải, ý là em không làm sao. Không làm sao? Xem con bé kia ra nào. Ôi sao cái con này. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Chết không cái gì. Thế còn em có làm sao không? Em cũng mân gắng rồi ấy ạ. Hiểu rồi, thế là không sao. Không sao. Chi không sao. Thế còn Chi? Chi cũng không gắng luôn ạ. Không sao. Không sao là tốt rồi. Cô gọi công an đến cho họ giải quyết giúp cháu. Ôi thôi cháu ơi, hai đứa có làm sao đâu, răng Chi không sao, sân gọi công an làm gì cho nó phức tạp ra. Đúng. Mỹ gọi công an đến cho họ giải quyết. Thôi, anh bảo. Từ từ, đừng gọi công an làm gì. Từ từ, gọi công an gì cho phức tạp, anh đến nhá. Đây. Em 1 triệu. Anh ấy ánh, có tối mà đấm xe đạp ra được 1 triệu hơi ít rồi anh ạ. Một lần em đấm bóp được 1.5 triệu cơ. Ít à? Cho mỗi đứa 5 lít nữa. Còn ít lắm. Đù Này, bố của cháu đây. Đó. Này, cháu bảo này, mấy cái đứa này ở đâu đến đây mà nó cứ líu la líu lo thôi. Cháu biết rồi, nhân viên mới ở quán Ba Xu Ngày Sướng. Này, mày có sao không? Đi ô tô thì sao làm sao? Điểm sư của mình chỉ tao hỏi thế thôi. Này,
Sao mày cho chúng nó nhiều tiền thế? Tại cô ấy. Sao lại tại cô? Chả tại cô. Chưa gì đã bù lu bù loa lên này, báo công an, gọi công an. Mày để ô tô phải để xe đạp. Khổ quá. Có biết là cu đâu. Nếu biết là cu thì cô đã chẳng ngứa mồm. Từ sáng giờ cô có thấy lão Thọ Gù ra đây không? Ở đấy. Mọi ngày thấy giờ này là câu lạc bộ Mõm Nhôm ra đây rồi đấy. Giờ này chưa thấy đâu cả. Mà này, mày làm ăn gì với bọn rẻ rách thế? Dội hơi à? Cháu đang gạ lão bán cho một hết đất. Mà cô xem ở khu này ấy, ai bán đất cô gom hết vào cho cháu nhá. Được rồi, để sẽ có hoa hồng. Cô sẽ để ý. Ở đấy, vừa nhắc đến Mõm Nhôm xong là Mõm Nhôm xuất hiện luôn nhé. Ờ, cu đấy à? Ờ, Thọ A Còng à? Ờ, đợi lâu chưa? Thọ A Còng đi à? Ừ. Uống nước nha. Ôi giời ơi. Này. Ơi, cảm ơn bác. Mời chú chén nước. Gì, sáng ra toàn mùi hồng xiêm rồi. Ôi giời thì... hôm nay là câu lạc bộ Mõm Nhôm anh là ông ba gái ấy. Đêm hôm qua là ông làm được ít dầu, chậm bơm. Hôm nay anh em đánh trận cháu lòng tiết canh. Biết thế luôn gọi kể, chú ra đấy, nếu mà không có hẹn là chú là bọn anh ngồi chưa đấy. Cái tình hình bác quyết sao rồi? Bác mà quyết được là em chốt đấy. Hôm qua là anh cũng vắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm rồi. Anh cũng bàn bạc với anh em câu lạc bộ Mõm Nhôm thì anh em cũng động viên ủng hộ. Và thế thì anh quyết nhá, để cái 1 hecta đất của anh nhượng lại cho chú. Nhưng với điều kiện là giữa ranh giới đất của anh với đất của chú ấy là chú phải cho anh một cái đường 8m nhá. Đất của anh nó phải ra mặt đường anh ạ. Cái này thì bác yên tâm. Đây. Dự án này em đã lên sơ đồ hết rồi. Em sẽ cho nhà bác đối diện cổng của khu đô thị luôn. À thế tốt. Điều Khôn xem cho anh cái. Bác yên tâm. Những món này phải để em. Dự án Lạc Viên Xanh. Chủ đầu tư Tony Group. Boss Đào Đình Cu. Mã số thuế 113, 114, 115. Anh chà. Anh à, hoành tráng đấy. Úi dồi ôi, đường rộng đấy. Được. Này. Bót nó là cái gì ấy? Sao mày ngu thế nhỉ? Tiếng Anh bót là cái hộp. Vuông đét đẹt này thế mà ông hỏi. Chú Cung, khi nào chú mở bán, chú để cho anh hai nốt, để anh cất các cụ nhá. Được, cho anh đá gốc luôn. Úi giời, hay quá. Đây toàn mộ mà. Chắc là mộ. Thì hộp vuông này thì mộ. Chắc là biệt thự của bà đưa tôi xem nào. Ôi tôi chết rồi. Đây là bãi tha ma chứ không phải đô thị đâu hả cu? Sao lại bãi tha ma? Dự án Lạc Viên Xanh là khu đô thị tâm linh. Mày bị thần kinh hả cu? Nào xin thưa với các anh chị, hôm nay tại nhà hàng Hanbook Konya BBQ số 1 Trần Thủ Độ, thủ đô Hà Nội, chúng ta có một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng sự thành công của ký kết hợp đồng giữa hai công ty của 5.000 tỷ. Hy vọng rằng mỗi tuần sẽ là một lần hai công ty có mặt tại nhà hàng Hanbook Korea BBQ để ký kết những hợp đồng tiếp theo. Nào, mời mọi người cùng nâng cốc. Go! Ơi, kiên, tao không phải người của công ty có được cảnh. Ôi, ngày vui của tôi là ngày vui của bạn. Bạn cứ thoải mái đi. Ồ, thế à? Ừ. Thế chơi luôn. Nào, mời mọi người ạ. 2, 3, go! Này anh gì đây? Nhà hàng mình có cái ly nào to hơn này không? Em à. Trai, rót cho bạn anh. Ok, hai em gái, mời bạn của sếp Kiên một ly đi. Anh Đào, em mời anh một ly nhá. À, từ từ. Chưa được sầu. Các cụ đã có câu, nam nữ thụ thụ bất nhân. Bất thân. Thì bất thân. Thế bây giờ, cô này là vợ của ông này. Đấy. Còn cái cô trắng trắng này, biết thừa làm vợ của ông Minh. Đúng không? Bây giờ cứ sờ soạn này tôi thấy hai ông cười này thôi. Nhưng mà trong bụng các ông như nào cũng biết làm sao được. Biết làm một lần đúng không? Cười tươi này nhưng mà ghét tôi. Có khi tí nữa có tí bóng vào quánh tôi cũng làm. Không biết đâu. Ô kìa, anh Đầm, cứ vô tư đi.
hai bông hoa này là của Trung mà. À thế à? Thế thì thoải mái thôi, không sao đâu, có thể nói ngay từ đầu chứ. Mời anh nhá. Trời ơi, tuyệt vời. Vâng. Anh Đồng, xin phép được bắt tay anh nhá. Bắt tay à? Một chân. Thoải mái luôn. Tay thì mềm như bún, còn bên này đặc. Em vừa cầm tay của hai em cảm nhận được luôn là hai người này không bao giờ phải làm gì. Nói thật sự nhé, cầm tay như thế này em cầm đến ngày kia cũng được. Phải công nhận cái văn hóa doanh nghiệp rất là hay. Đấy. Ăn chơi đúng mừng như thế này. Em nói thật, cái câu là cổ ngõ nhôm của em ấy mà được một cái bữa tiệc thịnh soạn tươm tất của nhà hàng Hankook Korea BBQ như thế này, đảm bảo chúng em có thể uống từ ngày này qua ngày khác luôn, không biết chán. Ông yên tâm, riêng cái câu lạc bộ mõm nhôm của các ông á, ông đưa hết lên đây làm bảo vệ cho tôi nhé. Còn riêng ông, tôi sẽ đưa ông đi học một khóa làm trợ lý, về làm trợ lý cho tôi. Còn ông không thích nữa, tôi cho ông học lái xe, về lái xe cho tôi, đồng ý không? Này, chào Kiên. Chào. Mày hơi có thường tao vậy đấy. Mày nghĩ thế nào thì bảo tao về đây làm bảo vệ cho mày. Em nói thật với các anh cái gì nha, cái thằng Danh Kiên này ngày xưa là học cùng lớp với em phổ thông, học cực dốt nhá, chép bài em liên tục. Mà này còn đấy nhá, yêu cái con Thư Anh, xong là mượn áo người ta 2 tuần không thể trả. Đúng. Chị Đông ạ, khổ lắm. Ngày xưa bọn em nghèo khổ, mà thằng này nó học giỏi lắm. Nên mà nghĩ lại để cho nó làm bảo vệ, với cả lái xe thì cũng tội nó chứ. Tội cái gì? Cái mồm cứ chân chắc. Em nói thật với các anh chị, hôm nay có đủ mặt các anh chị đây, là 2 tháng nữa thôi em sẽ được đề bạt lên chức trưởng thôn. Mà sau 2 tháng em sẽ lại được đề bạt lên chức chủ tịch xã. Đấy. Và 2 tháng tiếp theo em sẽ lại được đề bạt chức chủ tịch xã. Đấy. Và tiếp theo một cái khóa, một cái thời gian rất ngắn nữa, đấy, em sẽ được lên chức tránh văn phòng huyện ủy. Đấy. Sau đó chuẩn bị về hưu, em sẽ có một cái chức gọi là giám đốc của cái sở ba lăng nhăng gì đấy. Đấy. Lúc đó nhá, tiền em có một mớ, đảm bảo này, cái loại doanh nghiệp như cái thằng Danh Kiên này á, nhà lầu xe hơi như thằng này á, tuyết tuổi gì, ôi trời ơi, chưa chi đã oanh hoang. Em nói thật với các anh chị, bên các chị ăn chơi xa đọa nào em không biết, nhưng cái lĩnh vực của chúng em nó khác, nó nhạy cảm, gần củi lửa, nó rát mặt, nó rất là buồn. Đấy. Ôi anh Đầm ơi, mới xa vợ có mấy hôm đã buồn rười rượi rồi. Hai cô em đây sẽ giải tỏa cơn buồn cho anh cả đêm nay. Thôi tôi cảm ơn anh, cái lĩnh vực của tôi xin phép không được xa đọa như thế. Xin cảm ơn cả nhà. Cả nhà cứ vui vẻ đi. Đồng hồi anh. Anh Đồng vui mà. Mời anh. Tôi xin phép, tôi xin phép. Thật không quên. Dạ vâng. Sửa mặt. Đấy, chị Dung xem. Em có thằng bạn thân, nó cứ 9:30 10 giờ, mệt ghê luôn kìa. Thôi, nào, chúng ta chúc mừng ông bạn 9:30 10 giờ của em đã về rồi. Nào, 2, 3, 4. Xin phép cả nhà, cả nhà thông cảm, em quên cái mũ ạ. Anh kia này, sông khúc người. Đường thương đau đầy ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời.
đôi mắt nào từng đêm buốt giá bên chiếu chăn tình xa nhịp thở tiền đổi tay khi rủ cơn mê để chua xót trên lối về rượu trần ai vùi niềm cay đắng những suy tư in đậm đường trần mình còn ai đâu để vui khi chót xa vùng lầy nhân thế có ưu tư muộn phiền lên sáng môi bạn quên ta tình cũng quên ta nên chân đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát nghe xót xa ngồi lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta giận cuộc đời đôi mắt nào từng đêm buốt giá bên chiếu chăn tình xa nhịp thở tiền đổi tay khi rủ cơn mê để chua xót trên lối về rượu trần ái gọi niềm cay đắng những suy tư in đậm đường hành mình còn ai đâu để vui khi chót xa vũng lầy nhân thế có ưu tư buồn phiền lên sam môi bạn quên ta tình cũng quên ta nên chân đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát nghe xót xa ngồi lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ nghe xót xa ngồi lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới ôi còn xa.